Đất tối, còn được gọi là Terra Preta, là một loại đất đặc biệt với màu sắc đen đặc trưng và khả năng dinh dưỡng tốt. Thường xuất hiện tại lưu vực sông Amazon, nó đã được biết đến với cái tên đất tối Amazon. Tuy nhiên, nguồn gốc cụ thể của đất tối Amazon vẫn là một ẩn số. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó, nhưng không có một câu trả lời chính xác. Có người cho rằng nó có thể hình thành từ cho bụi được thổi đi từ núi lửa Andes, trong khi giả thuyết khác đề xuất rằng nó có thể là sản phẩm của sự lắng động trong các ao và hồ tự nhiên sự huyền bí của đất tối amazon đã khiến nó trở thành một đối tượng nghiên cứu hấp dẫn một nghiên cứu mới được tiến hành bởi các nhà khoa học mỹ và brazil đã giải quyết phần nào bí mật xung quanh loại đất tối này theo nghiên cứu này đất tối amazon thực ra là thành quả của người amazon cổ đại những người đã tự tạo ra đất này để làm phong phú các khu vực rừng cận rừng và hỗ trợ trồng cây trong hàng thế kỷ lý thuyết này đặc biệt có ý nghĩa trong ngữ cảnh lịch sử của vùng đất tối amazon nơi lưu vực thượng nguồn sông sinh hưu ở phía đông nam amazon từng là nơi sinh sống của người cucuro bản địa theo nghiên cứu việc tạo ra đất tối Amazon không phải là một sự cố hay ngẫu nhiên, mà là một hành động có chủ ý từ phía người dân bản địa. Điều này chứng tỏ mức độ kiến thức vượt trội của họ trong việc quản lý môi trường rừng nhiệt đới và lưu trữ carbon. Để đưa ra kết luận này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu tại cộng đồng người bản địa Amazon từ đầu những năm 2000. Họ đã thu thập dữ liệu và so sánh nó với những khám phá khảo cổ trước đây vào năm 2018. Tại một ngôi làng hiện đại có tên là Kuikuro 2, họ đã thậm chí phát hiện một loại đất rất giống với đất tối Amazon ở các địa điểm khảo cổ điều này cho thấy sự liên quan trực tiếp giữa kiến thức của người dân bản địa và việc tạo ra đất tối một nguồn tài nguyên quý báu giúp họ trồng cây lương thực và duy trì cuộc sống bền vững